Ok, hello anh em. Rất vui vì gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu clip thì như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em. Cảm ơn anh em Asen, cảm ơn anh em Sang Ngô, anh em Thanh Tùng Khuất, anh em anh em MC Jalaling, anh em Phạm Việt Tùng, anh em Quang Long 24, anh em Minh Hiếu Đoàn, anh em Đức Mạnh Banh Kinh, anh em Trần Mạnh, anh em Phạm Dương, anh em Kunilu. Rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập để ủng hộ tôi bằng cách đăng ký hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em đã gia hạn hội viên. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Có người thì tháng thứ 2 và có người là tháng thứ 3 rồi. Cảm ơn anh em. Anh em đã tạo động lực cho tôi cái niềm đam mê sản xuất video clip. Tôi đam mê tiền chứ tôi không đam mê chơi game. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đầu clip thì cũng xin chia sẻ cho anh em cái giờ mà ngày mai sẽ mở đăng ký nha anh em nhá. Đấy, nó rơi vào tầm khoảng 10 giờ trưa. Ngày mai là sẽ có một cái post đăng ký, anh em nhớ vào nhá. Đấy. Đăng ký không phải vào trên kênh tôi mà là vào ở trên kênh AutoChat VN, hoặc là anh em có thể đăng ký ở trên fanpage của AutoChat nha anh em nhá, AutoChat Mobile phiên bản quốc tế đều được. Đăng ký ở hai cái trang fanpage đấy đều được. Đấy, thì anh em nhớ là ngày mai nhá, chỉ trong vòng ngày mai đấy, là ngày 15 tháng 7. Đấy là cái ngày mà cho anh em đăng ký, và nó sẽ chỉ đăng ký trong vòng 10 đến 15 phút là hết thôi nha anh em nhá. Nó nhanh lắm. Nên là anh em đúng giờ anh em lên trên Facebook, anh em ấn vào chuông ấy, anh em hỏng. Đấy, có link một cái là vào đăng ký ngay. Đấy, thì còn kịp nhá anh em nhá. Kinh nghiệm rồi. Chứ còn nếu mà chỉ còn muộn 5 phút thôi thì là cũng sẽ không có đến lượt anh em đâu. Nên nhớ là 250 slot cho cái vùng Đông Nam Á, thì trong đấy thì có rất nhiều nước nha anh em nhá, không phải chỉ riêng Việt Nam đâu. Đấy, Đông Nam Á là nó còn tính cả bên còn Nhật Bản nữa, cả bên tức là server là có cả Nhật Bản, có cả Hàn Quốc này. Rồi trong cái vùng Đông Nam Á thì có Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indo, đấy rất nhiều nha anh em nhá. Đấy, chưa tính cái bọn Hồng Kông là nó cũng vào, nó tính không biết là có vào đăng ký ở Đông Nam Á không. Đấy, nhưng mà chắc chắn là có Nhật Bản, có Hàn Quốc rồi. Đấy, rất là nhiều nước nha anh em nhá. 250 slot thôi thì tôi nghĩ Việt Nam chắc rơi vào tầm 50 slot. Thế nó nhẹ nhàng là 50 slot nha anh em nhá. Đấy thì anh em nhớ ngày mai, chỉ trong vòng ngày mai thôi. Với các anh em mà muốn là đăng ký tham gia thi đấu thì là như thế. Còn các anh em mà chỉ có muốn xem cái giải thôi thì cái giải mà ở vòng loại ở Đông Nam Á ấy, nó sẽ tổ chức vào tuần sau nha anh em nhá. Còn tuần này thì nó là bắt đầu dục dịch là giải ở bên Trung Quốc rồi. Đấy thì bọn Trung Quốc là đã đấu rồi. Và hôm nay ấy, đó là ngày 14 đúng không? 14 hôm nay là ngày bao nhiêu? Là ngày thứ 5. Vậy là họ đã thi đấu từ hôm thứ 2. Đấy, hôm nay là thứ 5 rồi. Đấy, thứ 2, 3, 4, 5. Vậy là thi đấu được 4 hôm rồi đấy. Đấy, thi đấu được 4 lượt trận rồi. Ây da, chơi gì đấy? Chơi gót à? Gót Heaven Bomber à? À, ra có vẻ ra nhiều Heaven Bomber chơi gót được này. Heaven Bomber mà nó lại cho thêm cái con này nữa, hay là bán bớt đi mua nhỉ? Cho hai con gót vào chơi chơi gót luôn không? Đấy. Hợp lý chưa? Stone Spirit thì thực ra là hai con cặp này là cũng có thể lên được 2 sao đấy, nhưng mà thôi bán đi. Bởi vì thực ra là hai cái con Grand Herald thì nó cũng là cặp mà, đúng không? Thôi bán đi. Thằng nào cũng chơi gót. Đấy, trận này có thể gót người nước hoặc là gót Heaven Bomber. Cái con Heaven Bomber này nó cực mạnh đấy nha anh em nhá. Cho những anh em mà chưa biết hoặc là chưa xem mấy clip trước của tôi. Đấy, tôi đã từng chơi con Heaven Bomber này rồi. Đấy, tên lửa Tomahawk và phun liên tục luôn vào mặt đối thủ. Đối thủ coi như là phải chết trong coi như đau đớn. Trừ khi là những cái trận đấu mà có cái con Secret Lancer thì còn hơi sợ một chút thôi, không đánh được thôi. Còn lại mà những cái trận đấu mà như cái trận này nó không có Secret Lancer thì con này là bố luôn. Tôi nói thật với anh em, một con một tiền nhưng mà nó là một cái con gần như là mạnh nhất trong game này rồi. Con nào mạnh hơn con này nhỉ? Nếu mà có một cái con nào mà mạnh hơn con này thì chắc là nó chỉ là cái con Soundbreaker.
sao Breaker, nhưng mà oánh ở trong bộ gót thì con này mạnh hơn. Đấy là nói về cái mặt gọi là hai sao ấy, thì sao Breaker hai sao mà đấm solo với con này thì khả năng là đầu game thì là mạnh hơn, nhưng mà về late game mà trong cái bộ gót đỏ thì cũng chưa biết là cái con nào mạnh hơn đâu anh em ạ. Cái đấy thì còn phải tùy, tôi chưa thấy cái ông nào chơi cái con sao Breaker mà chơi gót cả. Đấy, có vẻ như cái con đấy nó chơi gót nó yếu, chứ còn cái con Heaven Bomber này thì tôi thấy nhiều ông chơi gót rồi, rất là kê, rất là khỏe đấy nhá. Rồi cứ từ từ anh em, oánh cứ bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng tình cảm là bây giờ là xem là chơi nào để ghép nó mạnh nhất thôi, chứ còn bây giờ thì nói chung là cũng chưa tính đến cái việc là gót vội anh em nhá, nó chỉ gọi là tương lai thôi. Và bây giờ thì tôi thấy là kẹp kiếp các thứ vào thì nó vẫn mạnh hơn, thêm mết vào rồi thêm gót mết ở level 6 là kẹp được hai gót đấy, hai gót 3 mết ở level 6 đúng không đấy. Còn level này thì có thể là đang yếu một chút thì tôi sẽ để cái con eco vào kẹp gót vào đấy, kèm theo một cái búp của cái con orc này thì cái con orc nó sẽ bắn được cái con orc nó búp cho con Heaven Bomber là bắn 2 lần đó, đơn giản là nó như thế đó. Tức là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đang thua thì gọi là đánh yếu yếu một chút nhưng mà vẫn giữ máu. Đấy, tính toán làm sao để mà đánh vừa đủ yếu. Đấy, giữ máu nhưng mà lại thắng. Đùa, thật như thế luôn. Cái lúc mà tôi cho bài yếu vào ấy thì nó lại thắng. Ê, đây này, mạnh chưa này. Đấy, thì bây giờ lại mạnh rồi thì chúng ta lại bắt đầu lại up cấp rồi cho human vào cũng được nha anh em nhá. Tầm này thì có vẻ như là ổn đấy. Được đấy. Rồi, thôi. Thì thắng mà, vừa thắng mà đúng không? Thắng thì bây giờ cho human vào cái kiếm tí anh em, đúng không? Rồi, cho con này ra. Đấy, tạm thời thì có thể là thôi, chắc là không cần make. Rồi, bán đi. Đấy, tạm thời thì chúng ta sẽ để cái con 3 mét kết hợp với cả 3 human ấy. Và con Heaven Bomber vẫn là con đam chính, nhưng mà tôi lấy cái blink trước cho con này, rất là ok. Đam khá là to luôn. Đấy, trong những cái trường hợp mà con orc mua dài nó bắp luôn một phát vào con Heaven Bomber thì nó lại tuyệt vời luôn. Ok, tay nhấc lên rồi. Ui giời, ăn không? Ăn chứ. Ăn chứ, nhưng mà có sách không mới quan trọng. Cho xin quyển sách nào. Hay quá, à, bắn thêm phát nữa đi. Ui, cho xin quyển sách nhá. Đừng chết bạn ơi. À, được rồi. Hay. Rồi. Thế là mỗi cái round đấy. Ui. Hay chơi human nhờ. Trông kìa. Đùa. Ra thêm một con Heaven Bomber nữa. Vậy là có hai con Heaven Bomber 2 sao, nhưng mà nó cho tôi thêm hai con human. Ui, đam mê không? Có đam mê 12 con không trong trận đấu này? Trận đấu này không có con rớt anh em ạ. Cái việc không có con rớt thì dẫn tới cái việc là gì? Là thực ra là mà không có rớt mà chơi human thì nó lại làm sao? Nó lại chả sao cả. Chơi chứ anh em, nó chả sao hết. Thôi thì gót lại từ từ vậy. Cứ từ từ anh em. Heaven Bomber mà nó lên 3 sao thì mới tính tiền nha anh em nhá. 2 sao thì cứ từ từ. Bây giờ tự ra Heaven Bomber 3 sao lại chuyển sang gót. Đấy, còn không thì thôi. Bây giờ tôi lại có một cái đam mê đấy là chính là 12 con. Đấy. Ok chưa? Ui giời, mạnh nhưng mà mỗi tội không có sách anh em ạ. Năm con rồi, 5 con human rồi, một con nữa thôi. Xin con nhẹ nhàng con Kunka con già là được nhỉ? Ờ đúng không? Lấy là tôi còn bỏ qua một con đấy, tôi không mua. Thực ra nếu mà tôi mua cái con Avenger Clive lấy là tôi đủ rồi đấy. Nhưng mà tôi bỏ qua con Avenger Clive, tôi không mua anh em ạ. Vì tôi đâu có tính là tôi chơi cái bọn này đâu, cái bọn 6 human đâu. Tôi không tính chơi 6 human anh em ạ. Cái trận này là không có rớt, nếu mà chơi 6 human thì nó cũng không mạnh lắm, không có rồng 5 tiền. Nếu mà chơi 12 con không có rồng 5 tiền, không có rớt thì nó cũng không được mạnh lắm anh em ạ. Nên là thay vì đấy là tôi sẽ chơi trận này chơi gót đỏ, bởi vì là có Bad Omen rồi có cả con Khan. Đấy anh em thấy không? Thôi xong rồi. Thế này là nó đúng là kiểu là nó là chân mệnh thiên tử ấy anh em. Ui rồi ôi, bây giờ nó cho tôi bây giờ là chỉ còn có hai con Heaven Bomber nữa thôi anh em ạ. Trời.
đúng như kiểu là người được chọn ấy. Thôi xong rồi anh em ơi, thôi trận này chứ không chơi human nữa đâu. Trận này tôi chỉ cho human vào đây để tôi kiếm tí check thôi, gỡ lại chút ôm hơi nhiều, gỡ lại chút anh em ạ. Còn trận này tôi nghĩ là thôi anh em, human cái gì, 12 con tham cái gì đâu. Trận này thì tôi nói thật với anh em là bây giờ nó đã đặt đến miệng cái chức vô địch rồi đấy. Nếu mà chơi gót đỏ chắc chắn là, nếu mà chơi gót đỏ mà chơi con Heaven Bomber này ở trong cái trận đấu này với cái bài nó ra như này thì vô địch không có nhiều. Cái tầm này khẳng định luôn là vô địch rồi. Chứ còn thằng nào nó lại được Heaven Bomber này nhá, mà nó rơi vào tầm khoảng round bao nhiêu? Round 15 lên 3 sao đi thì út rồi. Tuyệt vời luôn anh em. Nói chung là trận này nhẹ nhàng rồi, chơi còn trận này còn chơi gì được nữa. Trận này còn có thể là chơi được cọc nha anh em nhá, chơi 4 cọc ở trận này là tuyệt vời luôn đấy. Có Khan. Đấy, đồ này cũng ngon cơ, đồ này ghép được nhiều thứ lắm. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, trận đấu nó bây giờ nó tôi vẫn chưa thấy tôi có chuỗi. Mặc dù là khỏe đấy. Mặc dù là cũng khỏe đấy nhưng mà vẫn chưa thấy có chuỗi là sao nhỉ? Cái chuỗi nó vẫn chưa đến với tôi à? Hơi lâu nhỉ? Round 12 rồi vẫn chưa thấy chuỗi đâu. Tôi thua mấy round. Thua mấy round. Mất 10 máu rồi nhưng mà cái tầm này tôi nghĩ là không thua nữa đâu. Trời ơi, mạnh rồi. Bây giờ cho xin con mèo thôi anh em ạ. Đây ơi, có chuỗi rồi. Cho tôi xin con mèo thôi. Cái câu chuyện là gì? Gót đỏ. Đấy. Câu chuyện là bây giờ có con mèo này, thay vứt con rồng ra là được anh em ạ. 3 human thôi mà. Cần 3 human thôi. Đấy, nhưng mà tầm này thì cho rồng vào kích hoạt bụng lai anh em ạ. Kích hoạt kỵ sĩ cái cho nó tăng thêm tí giáp ở phía trước cho nó cứng anh em. Để cho nó không bớ vào được hàng đằng sau, để cho hàng đằng sau của tôi nó thoải mái, nó đấm, nó bắn trường. Ok chưa? Đấy, mà cái thằng top 1 này xanh quá nhờ. Chuỗi cộng 8 rồi đấy. 100% màu. Được. Người đấy. Đấy mà tôi bây giờ tôi cũng chưa tự tin đấm được thằng đấy đâu. Thằng đấy nó khỏe hơn. Đấy, nó khỏe hơn. Tôi bây giờ ấy muốn tự tin đấm được thằng đấy thì phải xin con, cho xin con gì nhỉ? Con Thunder Spirit. Thunder Spirit 2 sao nhá anh em nhá, thì sẽ đấm được. Đấy, nhưng còn tầm này thì khả năng vẫn chưa đấm được thằng đấy. Hoặc là xin con Heaven Bomber 3 sao đi. Xin thế thì có vẻ hơi gắt. Ôi, đúng thật anh em, vừa mới cười cười một tí lại tự nhiên lại ra một con nữa. Thôi được rồi anh em. Thế là tôi biết rồi đấy. Thế là tôi biết rồi đấy. Trận mệnh thiên tử thuộc về tôi rồi. Trận đấu này tôi biết là tôi không được chơi điện tử rồi anh em ạ. Mà là điện tử chơi tôi. Điện tử chơi tôi thật rồi đấy anh em. Trận này là tôi bị chơi chứ tôi không có chơi nha anh em nhá. Sợ thật sự luôn. Chơi mà trận nào cũng như thế này thì chắc vô địch luôn anh em. Đấy. Đấy. Tuy nhiên là cũng phải là vào cái người mà biết chơi nha anh em nhá. Ví dụ như tôi là một cái người biết chơi thì đấy, tôi nhìn ra chân bệnh thiên tử. Thế còn nhiều ông cũng được như này đấy, cũng được ra bài như này nhưng mà không biết chơi. Không biết là tận dụng cái con Heaven Bomber này thì nó lại là cái câu chuyện khác anh em ạ. Đấy, cũng là phải vào tay người biết chơi. Đúng không anh em? Đấy. Chứ còn đấy, nhiều khi là cũng có người là ra được cái con này đấy nhưng mà không biết được tận dụng đâu. Ok chưa? Ok chưa? Hay quá. Cho xin một con human nữa đi. Đùa thật tôi như thế luôn. Ra bộ gót rồi này. Thôi thì chắc là thôi nhở. Human đéo ở tầm này nữa nhở. Có ra đâu. Không ra anh em ạ. Thôi thế thì thôi. Thôi anh em ạ, rồng đéo rồi, bán rồi. Tầm này thôi. Đấy, chuẩn bị rồi, chuẩn bị ở lốt rồi. Nốt. Nốt chén cuối, kiếm lốt sách ở round này thôi. Bây giờ ra bộ cái là có thể là chúng ta chuyển gót luôn này. Bán hết mết với cả bán hết human đi thôi. Giờ thiếu cái gì? Thiếu con sao đi vô anh em ạ. Đúng rồi. Giờ kiếm con sao đi vô cái là xong. Nhưng mà con mơ này thì tôi vẫn đang thiếu đồ. Bây giờ thiếu cái gì ấy? Thiếu cái huyết trượng. Xin cái huyết trượng nhá. Ui, gậy gỗ ạ. Đùa
Thật, món này không dùng đến. Món này thì trong cái bộ này không chơi. Ôi trời ơi, vậy là không có huyết trượng rồi, thiếu hai món cơ. Cần tận hai cái trượng phép cơ anh em ạ. Một cái là ghép cái chén thánh, một cái là ghép cái huyết trượng, ít nhất là như thế. Còn nếu mà chuẩn nhá, nó phải bốn cái trượng phép nữa. Đấy, để ghép cái gậy tà ác nữa. Rồi chết, thì trận đấu này có vẻ như đồ không được ngon, mặc dù bài ra ngon đấy, nhưng mà đồ không ngon. Ở đây tôi có cái mặt nạ hút máu để ghép huyết trượng rồi. Tuy nhiên chưa có một cái gậy phép nào cả. Anh em ạ, thế chứ này. Mà cái đồ này chưa dám lấy anh em ạ, bây giờ vẫn chưa dám chốt đồ. Tầm này chưa dám chốt đồ, vẫn chỉ dám lấy một cái bờ linh thôi. Mà cái chuỗi này khả năng là mất rất cao nhá. Chuỗi này khả năng mất rất cao ấy. Bây giờ chỉ khi nào mà ra được con mèo ấy thì là giữ được chuỗi này. Ra được con mèo thì là kẹp vào là giữ được chuỗi. Thêm một con Heaven Bomber nữa vào, ba con bắn thì là giữ được, nó sẽ dễ hơn. Chứ còn bây giờ tầm này là vẫn chưa ổn. Đấy, bắt đầu bài, bắt đầu ra linh tinh rồi đấy. Cái con rồng này ra nó chả có ý nghĩa gì đâu anh em. Nếu mà ra con rồng này vẫn mới chỉ có hai con thôi, đúng không? Đấy, vẫn chưa lên được 2 sao thì vẫn chưa gọi là có ý nghĩa. Mà trong khi đấy chưa ra được 6 human. Nên là vừa lên cái quyết định mà tôi bán human đi, nó là một cái quyết định chính xác đấy, không sai đâu anh em ạ. Chơi human nó phải ra già sớm cơ, để có thể kích hoạt được 3 mét. Đấy, 3 mét 6 human ở level 9 đấy nhá. 3 mét 6 human, 6 glide ấy, là phải chơi ở level 9. Thế thôi, không chơi được. Thôi chúng ta cứ chơi thế này thôi, cho nó nhẹ nhàng tình cảm, nó an toàn. Chơi bộ này nó cực kỳ an toàn luôn. Bây giờ thực ra vẫn lấy được một cái viên ngọc ấy, nhưng mà tôi chưa dám lấy. Thôi, cố gắng nhịn đi. Đây rồi, beat. Beat được kẹp hai cân cây hay sao. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi. Hay quá, bắn trưởng toàn bắn một cây. Được đấy nhờ. Được đấy. Cây còn chưa kịp đẻ phát nào luôn anh em ạ. Chỉ còn một con Heaven Bomber thôi mà sao từ nãy giờ vẫn mãi chưa ra ấy nhỉ. Có vẻ hơi lâu. Ra lốt một con Heaven Bomber đi nào. Để tôi tự tin tôi chuyển sang God nào. Lấy thêm một cái hồi chiêu này là được này. Có viên ngọc có thể ghép được cái hồi chiêu. Giáp băng thì chắc là thôi, không lấy giáp băng anh em ạ. Lấy thì tôi chỉ lấy là một là cái hồi chiêu này, hai là cái BKB. Tương lai late game chơi. Ơ, quên, bây giờ mới để ý cái thằng kia mất mẹ chuỗi rồi. Thằng này mất chuỗi rồi. Ui giời ơi. Có chuỗi thì phải tôi ăn thằng này không? Chán đời thật sự. Chồng có giống ăn được không nhỉ? Thôi xong rồi, đéo ăn được anh em ơi. Ôi rồi ôi, mẹ vất chuối cho nó mới cay như này. Mẹ đùa. Thật là thế luôn, cái thằng đấy nó mất chuối nhưng mà nó lại ăn được chuối của tôi, xanh thế. Hình như là cũng là chưa gót. Gót nhưng mà lại lấy đồ đam thì không biết là chơi gì nhỉ. Chỗ này không có ca lông. Không, tôi nghĩ là khả năng là không phải đâu. Không à. Nó không chơi God đâu. Thằng này nó chơi vật lý ấy, chơi hệ vật lý ấy. Glacier. Tôi nghĩ nó chính là bộ Glacier. Bộ này bộ Glacier. Hunter thì thực ra trận này ừ cũng được, Hunter thì cũng được ấy. Hunter thì 9 Hunter kẹp beat ở level 10 có ngộ không này. 9 Hunter có ngộ không, có Tsunami, chơi có vẻ khá khỏe. Trận này thì lại có nhiều thằng chơi beat. Ui thế chơi gót đỏ có vẻ hơi sợ ấy nhá. Đấy, cái bộ beat này rất đáng sợ luôn đấy. Đấy rồi. Rồi chuyển đi anh em ơi. Đến lúc rồi anh em ạ. Như này nó giữ máu được. Để như này giữ máu được roll ở level 8 thôi. Rồi ôi. Đúng một phát anh em ạ. Ôi rồi ôi. Tôi nói rồi mà, cái trận này tôi đâu có lực chơi điện tử đâu.
Đây nó là tôi bị chơi nhá anh em nhá. Điện tử nó chơi tôi. Luôn một phát lên 3 sao luôn. Thế bây giờ up cấp lên thôi chứ gì nữa. Bây giờ lên 9 kẹp 6 đỏ vào làm chủ cuộc chơi. Nói cho nhanh. Quá mạnh mẽ, mỗi tội đồ đều. Đồ đéo có cái gì luôn ấy. Thật adeo ấy. Hay quá. Huyết trượng cái đã. Huyết trượng trước anh em ạ. Còn cái chén thánh thì thực ra có hay không không quan trọng. Tôi thích có thêm hai cái trượng phép nữa để tôi ghép cái gì anh em biết không? Đó chính là cái gậy tà ác đấy. Rồi, thiếu mỗi con heo thôi anh em ạ. Cho xin con heo nữa này. Một phát up lên 9 luôn. Nhưng mà thôi từ từ. Bây giờ mạnh rồi, để 8 rồi. Đấy, tầm lấy Heaven Bomber lên 3 sao rồi thôi. Đi bắt đầu đi đấm từng nhà một nha. Thằng đầu tiên beat với chúng tôi. Beat với chúng tôi. Ồ, tên lửa tung hốc bay liên tục giã thẳng vào mặt mấy cái con coi như là con thú. Ok kìa. Sorry anh em. Có vẻ tôi quá tự tin. Không phải. Có gì đấy là nó vẫn chưa đúng. Chúng ta làm lại ở round sau. Cay thật. Cứ tưởng thắng mà vẫn thua. Đùa, lên 3 sao sao yếu nhỉ? Yếu chắc là do không có đồ thôi. Thôi được. Rồi. Lấy được cái đồ gì nữa không nhỉ? Lấy được cái giáp đấy. Ghép cái giáp luôn không? Con này bây giờ giáp đang bé bị đấm vào chết có vẻ hơi nhanh. Nhất là khi gặp mấy cái thằng beat nó stack đam chết nhanh lắm. Rồi đây rồi. Trừ cái thằng vừa lấy ra mạnh quá tao không đấm được thì mày sẽ là cái thằng đầu tiên. Ồ, mày sẽ là cái thằng đầu tiên nhận cái quả Tomahawk này. Như nào? Đừng bảo thua. Thua thì đéo được. Đấy, em thấy chưa? Mạnh chưa? Úi xôi, có stack rồi. Stack cộng 10 thì nó lại thế giới luôn. Rồi. Bây giờ kiếm 6 đỏ thôi. Kiếm 6 đỏ. Đây rồi. Ôi giời, ra cả Dark Spirit. Giữ luôn. Để đấy anh em ơi, Dark Spirit này late game nha, late game. Trong cái trường hợp mà cái con này nó phế ấy. Nhiều khi là trong những cái trường hợp là cái con Heaven Bomber nó phế thì chúng ta thay Dark Spirit vào. Thực ra thì trong trận đấu này thì cái con Heaven Bomber này nó cũng chả phế được đâu. Nó chỉ phế khi mà có trận đấu có Sacred Lancer thôi. Mà trận này không có anh em ạ. Ơi giời, thế thì anh em biết cái chuyện gì nó xảy ra rồi đấy. Bây giờ chắc là sợ mấy cái thằng beat rồi nhỉ. Còn thằng nào sợ không? Đấy, cường lại sợ đeo rồi. À ra đây. Giời, mày sẽ là cái thằng thứ hai. Ồ, thằng thứ hai nhận những cái quả Tomahawk vào mồm. Giã liên tục vào mặt Live Bloodline luôn. Live Bloodline quay đằng sau đấm như gãi ghẻ. Xong rồi, hay quá. Trời ơi. Khá đấy. Tên lửa bắn rất nhanh. Hay quá. Tên lửa này chắc chắn là tên lửa siêu thanh rồi. Anh em ạ. Tên lửa siêu thanh thế hệ mới của ngang ngố. Tầm này bây giờ thằng nào ăn được nhỉ? Chắc vẫn sợ mấy thằng beat thôi chứ nhỉ. Beat này mà mấy quả tên lửa là bắn vào cái cọc rắn thì là sợ thôi chứ còn tầm này sợ thằng nào đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Tầm này chắc chả sợ nào đâu. Rồi thôi cứ từ từ anh em, cứ bình tĩnh thôi. Tầm này thì kẹp hai giữ máu này vào rồi thì cứ chết. Thua thì cũng sẽ có máu để hồi. Không sợ. Mà nói chung là cũng chả thua đâu. Tầm này co 3 sao mà. Ê, Blink vào cái lỗ. Nhưng mà vẫn sống. Ờ. Ây à. Hay quá. Tên lửa bắn rất mạnh đấy. Nói chung là nó có sơ tách của cái huyết trượng rồi anh em ạ. Cái món đồ huyết trượng là nó có, là phải có ấy. Đấy. Thì cái món đồ phải có là nó có rồi. Thì thôi. Nói trong cái trận đấu anh em, có nhiều anh em là sẽ nhìn thấy tôi chơi khỏe, thế là cũng chơi theo đúng không? Sẽ có anh em như thế thì tôi cũng xin nói trước nha, là anh em làm theo thì nhiều khi là nó không được ấy. Là bởi vì là cái món đồ ấy, anh em không có huyết trượng thì nó sẽ không làm được như tôi đâu nhá. Con này không có huyết trượng thì đam nó sẽ bé hơn rất nhiều ấy nhá. Đấy, bắt buộc phải có huyết trượng ấy. Cái món đồ mà bắt buộc là phải là Blink và huyết trượng. Ba cái món đồ bắt buộc là Blink, huyết trượng và cái chén thánh. Đấy, tuy nhiên là cái chén thánh thì nhiều khi là nó sẽ chỉ là cái sự lựa chọn thứ ba thôi.
nha anh em nhá. Còn hai cái đầu tiên là phải lấy, nó chính là cái Blink và cái huyết trượng ấy, là phải lấy đấy, bắt buộc ấy. Đấy, còn cái chiến thánh thì anh em có thể lấy cái thứ ba. Nhưng mà nếu mà phải chiến thánh không có, đây rồi, hay quá. Được không? Được không nhờ? Được không nhờ? Có nhờ? Có nhờ? Có áo choàng mà không có, thế này, thế thôi, ghép cái từ gậy tà ác vậy. Gậy tà ác vậy. Rồi ok. Không có chiến thánh thì ghép gậy tà ác luôn. Cái này thì nó lại cũng quan trọng nhá anh em nhá. Đấy, nó là cái sự lựa chọn thứ ba đấy. Nếu mà không có chiến thánh thì có thể lấy cái gậy tà ác. Cái gậy tà ác nó đóng vai trò là gì? Chống hồi máu. Chống hồi máu của địch nha anh em nhá. Bắn vào địch không hồi máu được. Ngoài ra kèm theo một cái khống chế cũng khá là tiện lợi. Lợi hại đấy. Khống chế của cái gậy tà ác nó cooldown nó nhanh hơn cái cầm đánh anh em ạ. Mà nó cũng không khác gì cầm đánh đâu. Được 5 giây nha anh em nhá. Ok chưa? Đấy, chính vì lý do đấy mà tôi không ghép cái cầm đánh gỗ. Ok. Rồi, cứ phọt vào mặt tôi. Úi giời, mà cái bọn Hunter thì thôi rồi luôn nha anh em nhá. Hunter nghe nói mạnh, mạnh đéo gì. Hunter này một quả tên lửa là chết. Đây đó, chúng này đa split 2 sao. Cái bọn Hunter ấy nó mỏng lắm nên là gặp cái bọn gót đỏ này này mà cái con Heaven Bomber nó có cái huyết trượng thì nó cứ bắn được một quả tên lửa vào là chết một con thôi. Cứ một quả tên lửa là chết một con rồi. Hunter nó rất là mỏng. Đói. Nói chung là cái trận đấu này thì tôi nói rồi mà. Nói chung là không trượt được top 1 đâu anh em ạ. Cái tầm này tôi khẳng định với anh em luôn. Mạnh lắm rồi ấy. Cái bộ này bây giờ không có thằng nào nó ăn được ấy. Bây giờ nó kẹp Doom vào nó cũng chả Doom vào cái con này đâu anh em ạ. Con này con một tiền mà. Đấy, nhiều anh em sẽ bảo có cái lý thuyết đấy là God thì kẹp Doom vào thôi để ăn thôi đúng không? Thì ai đấy thử kẹp con Doom vào hộ tôi cả thế nào. Để cho anh em xem nào. Đừng bảo vẫn thua thằng Beat nhá. Ôi giời ơi. Chết luôn. Thằng Beat chết luôn. Hay quá, có chuỗi rồi này. Nhờ cái tầm này chắc chuỗi đến hết game mất anh em ạ. Bây giờ tầm này thằng nào mạnh bằng được đâu. Thằng nào mạnh bằng được đâu. Ghép luôn cái giáp này. Rồi, lấy được cái gì nữa nhờ. Trời ơi, không dám lấy. Chưa dám lấy anh em ạ. Từ từ đã. Mấy cái món đồ kia để sau. Có thể sẽ là cái cấm đánh. Ghép cái cấm đánh được. Trận này có Assassin, cấm đánh, Hunter, cấm đánh. Nói chung là trận này toàn đa vật lý thôi anh em ạ. Cấm đánh là ok. Chứ cấm đánh là được. Rồi. Nói chung ấy là cứ ra 30 rồi tính nha anh em nhá. Mà nói chung là tôi lấy cái huyết trượng trước đã. Huyết trượng level 2 đã. Chồng cả, nó oánh à. Ui dồi ôi. Glacier. Ui đây cơ, đây cơ, đây cơ, đây cơ. Ui chết rồi, ăn được con này không? Ăn được không? Ăn được. Mổ kinh đấy. Mổ kinh đấy. Ui dồi, tiếng chảy trên sóc bom bom à. Đập kinh đấy, oánh nhanh đấy. Oánh chắc là tốc là 0.1 đúng không? Nhưng mà đây anh em thấy không? Cũng chỉ nhận một quả tên lửa vào mặt thôi. Là xong rồi. 6 Glacier. 6 Glacier Warlock và cái con Velomancer làm co. Không ăn thua. Vấn đề ở đây là cái zone dam của cái bọn này nó rất là khỏe. Heaven Bomber này nó cũng là một trong những cái con mà chơi cái bộ gót đỏ này nói là mạnh tương đương với con gót rồng mập. Tương đương gót rồng mập đấy. Gót rồng mập thì được cái là nó combo thì nó có thêm hiệu ứng gọi là đánh chậm, các thứ khống chế. Dồn đam thì cũng kinh đấy, nhưng mà nói về mặt gọi là solo 1v1 thì cũng chưa biết được con nào ăn con nào đâu. Chồng cả. Ui dồi ôi, cắt chuối thằng Lai luôn. Mà đam của con này nó là đam phép đấy nhá anh em nhá. Tức là bọn Lai nó đã gọi là kháng phép rồi đấy. Mà còn bị oánh cho như thế thì anh em biết là nó mạnh đến như thế nào. Tất nhiên là như tôi nói nha anh em nhá. Anh em chơi và anh em thấy là nó yếu
là bởi vì đồ anh em không giống đồ của tôi. Anh em hãy nhìn đồ của tôi đi. Gậy tà ác huyết trượng. Đấy. Hồi máu làm sao được với tôi. Anh em thấy không? Đấy, không có chén thánh như có gậy tà ác ở đây. Rồi bây giờ tôi không cần chén thánh nữa anh em. Bây giờ tôi lấy cái gì? Tôi có thể lấy cái cấm đánh này hoặc lấy cái ngọc giảm hồi chiêu này. Cũng kinh anh em ạ. Ngọc giảm hồi chiêu sẽ khiến con này nó đánh, nó bắn một giây một quả tên lửa thì kinh khủng lắm. Không khác gì đánh thường luôn ấy. Đánh thường nhưng mà là bắn tên lửa. Kinh không? Cứ một giây một lần bắn luôn. Đấy mà tôi nghĩ là nó còn 0.8 ấy chứ không phải là một giây đâu. Tôi nghĩ là nếu mà ghép ngọc hồi chiêu vào nó sẽ là 0.8 luôn đấy. Đó. Ui giời ơi, trứng nhiều nhá. Ui giời ơi, thôi thì con này thì bây giờ có thể đập trứng được. Ui giời ơi, thôi thừa trứng rồi. Được anh em ạ. Thôi nhẹ nhàng đập trứng cho con heo là được rồi. Ok. Thế thôi. Rồi. Ok. Khỏe quá nhờ anh em nhờ. Thằng này cũng 9 Hunter kẹp Ngộ Không vào rồi này. Đấy, nhưng mà anh em cảm giác nó không có cửa luôn ấy. Quả tên lửa này nó cứ chạm vào một con. Chỉ cần chạm vào một con một quả thôi nhá anh em nhá. Một con Hunter một quả tên lửa thôi anh em ạ, là một con chết. Đấy. Không cần phải hai quả tên lửa một con đâu. Một quả tên lửa thôi. Mà mỗi lần nó bắn ra 3 quả tên lửa. Bắn 3 lần thì là 9 con Hunter chết. Anh em thấy không? Kinh khủng không? Quá kinh khủng. Vậy là 9 Hunter kèm Ngộ Không là coi như là không ăn được nhá anh em nhá. Anh em nhìn trên cái bảng ở phía bên trái anh em thấy không? Máu của bọn nó gần như nhau luôn, tức là cứ gặp tôi là chết. Rồi, đến thằng Assassin. Cảm giác như là mấy cái bọn này nó kiểu nó cầm kiếm, cầm giáo, cầm dao, cầm cung các thứ. Làm sao mà ăn được tên lửa anh em? Tôi chơi hệ tên lửa siêu thanh rồi thì bọn này làm sao mà có cửa ăn? Trời ơi, nó giống như là kiểu như là Mỹ chơi bom nguyên tử đánh nhau cả thổ dân. Cầm gậy gộc, giáo mác, cung các thứ, làm sao mà có cửa được anh em? Mấy cái thằng assassin cầm dao rồi ôi mày chơi với cả tên lửa siêu thanh thì làm sao đỡ được. Đấy, anh em thấy không, mạnh nhá. Bây giờ mấy cái món đồ này thực ra nó cho có thôi chứ còn nó cũng chả cần anh em ạ. Mấy cái món đồ này đâu có cần đâu. Đấy, tôi ghép thêm thôi. Cái tầm này con này nó làm hết rồi anh em ạ. Heaven Bomber làm hết rồi. Nào, thằng nào tiếp theo thì cũng là chết thôi. À, tiếp theo cũng chết rồi anh em ạ. Rồi, Clive à. Ui xui ui. Lổ banh xác. Lổ banh xác luôn. Tiền nhiều quá, không dùng hết anh em ơi. Mạnh quá rồi. Có mỗi con một tiền lên 3 sao thôi mà thì nó tự ra trá về rôn. Ui ôi trứng này. Lên này. Sợ thật sự. Lóc lại cái. Rao này chắc gặp hai thằng có chết luôn không nhỉ. Tôi nghĩ là chắc là vẫn sống được đến ra 35 đấy. Khỏe quá rồi. Tôi phải làm nào với cái đội hình này nhỉ? Chả phải làm gì. Cứ thế thôi, cứ để cái này thôi mà. Đây này, thằng Hunter này anh em này.
tưởng là thua đấy, nhưng mà làm sao mà thua. Đấy, mặc dù là cũng đẩy đẩy cũng kinh ấy. Đấy, nhưng mà cũng chỉ là bắn cung tên thôi anh em. Bắn cung tên thôi, chơi với tên nửa thì làm sao mà chơi được. Ở đây rồi. Đây rồi. Khan rồi. Từ từ đã, bình tĩnh. Sáng soi làm cái gì, soi cũng không thắng được đâu. Khổ. Sang chắc là cũng thấy lạ quá. Chơi con Heaven Bomber này hơi lạ, đúng không? Trông hơi lạ một chút. Trông, úi dồi ôi, sao con này một tiền nó ra khỏe thế. Tên lửa chả khỏe. Có cái gì đâu mà phải thắc mắc nhỉ. Sang soi thì cũng thế thôi anh em. 9 Hunter toàn cầm cung bắn sao mà chơi được tên lửa. Lại xin nhắc lại được nữa. Rồi, về độ lại cung đi. Độ thành cung thần, lỏ thần. Lỏ thần ăn dương vương thì may ra có cửa nhá. Rồi, ghép lốt này. Ghép cái giáp băng hay là không, cái giáp. Cái giáp hút máu anh em ạ. Con này lấy cái giáp hút máu luôn. Không cần cầm đánh đâu. Chẳng cần cầm đánh, lấy cái giáp hút máu. Ok. Con này nó trâu hơn, nó khỏe hơn anh em nhá. Rồi, chén cuối nè. Ui, nhiều quá nhỉ. Khả năng rao này là kết thúc trận đấu anh em ạ. Gỗ 02 thì cũng thế thôi. Đấy anh em, ui dồi ôi, con gỗ 02. Thằng kia sống không? Cũng đi luôn anh em ạ. Rồi cái con gỗ 02 anh em thấy không? Ăn 3 quả tên lửa chết tươi. Kinh khủng không? Mà con gỗ 0 nó đã giảm. Bình thường nó đã giảm 20% sát thương đấy nhá. Nó có giảm ở hiệu ứng Metalite ấy. Ở một con ấy là giảm 20% sát thương. Thế mà rồi cuối cùng ăn một lượt tên lửa thôi. Ăn đúng 3 quả tên lửa đi luôn anh em ạ. Khỏe vãi cướt. Chốt câu cuối cùng luôn anh em nhá. Rồi rất là cảm ơn anh em đã xem video clip và like cho video clip này. Nếu mà anh em muốn xem video clip khác thì anh em có thể đăng ký kênh nha anh em nhá. Để có thể xem được nhiều video clip hơn. Đấy, và nếu mà anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ bí kíp của tôi rất hay. Đấy, và anh em có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà tôi cũng chơi con Heaven Bomber này nha anh em nhá. Trong cái bộ God chúng ta sẽ xem một cái trận đấu khác ở những cái diễn biến khác. Hay lắm, tin tôi đi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.